Chào mọi người, hôm nay Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc T1 Luxury S phiên bản 2021 tại Việt Nam. T1 Luxury S được thiết kế cản trước dạng thể thao, góc hút vào bên trong 24 độ. Về logo trung tâm ngay phía trước và những thanh rôm liền mí với cụm đèn LED tạo nên sự liền mạch cho chiếc xe T1. Chúng ta cùng quan sát thiết kế liền mí này. Đây là bộ đèn LED nha mọi người. Và ngay bên cạnh, ngay bên hông chiếc xe, chúng ta thấy có logo 4Motion thể hiện chiếc xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Rồi, chúng ta cùng đi một vòng. Và phía sau chúng ta thấy có chữ T1 On Space. Chữ T1 On Space là tên gọi chung của các phiên bản T1. Và bên sau nữa là cũng logo 4Motion. Ở trên chiếc xe này rất nhiều những cái logo 4Motion, bởi vì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion là điểm nhấn cho các chiếc T1 Luxury, cho chiếc T1 On Space nói chung này. Và bởi vì hệ dẫn động này rất là hiệu quả, rất là đáng đồng tiền trên chiếc xe T1. Mọi người hãy cùng quan sát phía bên ngoài chiếc T1 Luxury S này và cho Lộc đánh giá xem là chiếc xe này có đẹp, có mạnh mẽ hay không nha mọi người. Và bây giờ Lộc sẽ quay thêm chi tiết những cái như là camera 360 độ xung quanh xe nè. Thì cái camera 360 độ xung quanh xe được trang bị những cái chỗ nào mọi người có biết không ạ? Thì chiếc xe này, cái camera 360 độ nó được trang bị là, thứ nhất là một cái camera ở phía trước nè. Rồi, nó nằm phía trước, nó nằm ngay cái phần cái cản đây, là một cái camera ở phía trước. Rồi một cái camera được trang bị ở phía sau, thì nó phía sau nó sẽ có rửa camera luôn. Một camera, hai cái camera ở hai cái phía dưới, hai cái tai gương chiếu hậu ở hai bên nha mọi người. Đó, Lộc sẽ quay cho mọi người xem. Vừa rồi thì chúng ta quan sát thấy những cái nơi đặt camera, và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào khoảng sáng gầm xe của T1. Mọi người thấy khoảng sáng gầm xe của chiếc này cao không ạ? Mâm xe thì 19 đó, cho nên khoảng sáng của nó là 203. Ở xung quanh xe là 12 cảm biến. Xe có tính năng hỗ trợ đỗ xe, thiết kế 12 cảm biến giúp cho chúng ta di chuyển chiếc xe hoặc là lùi xe, nó rất là hiệu quả. Nó có nhờ có những cái cảm biến xung quanh xe như vậy đấy mọi người, thì cái việc lùi xe của chúng ta rất là chính xác. Khi mà lùi xe mà có vật cản á, thì chiếc T1 này nó có tính năng sẽ là tự thắng nếu như mà một cái vật cản nào đi qua rất là nhanh, hay là có một ai đó đi qua nhanh, thì cái xe nó sẽ tự thắng lại. Thì cái điểm này là cái điểm rất là quan trọng nha mọi người. Bởi vì khi mà chúng ta lùi xe vào nhà chúng ta chẳng hạn, nhưng mà có vật cản nào đó mà mình không nhìn thấy, ở gương chiếu hậu cũng không nhìn thấy, ở camera lùi, hay là nó quá nhanh, thì cái tính năng này nó sẽ tự thắng lại, thì giúp cho cái sự an toàn của chúng ta tốt hơn. Và cái hỗ trợ đỗ xe cũng sẽ rất là hay khi mà chúng ta phải đỗ vào những cái nơi hẹp, ghép ngang và ghép dọc. Trước khi mà quay phần nội thất bên trong thì Lộc sẽ mở cửa ra và mọi người sẽ thấy ngay chỗ cái bậc bước lên xuống sẽ có cái chữ Upgrade hai cánh cửa trước. Điều này nhấn mạnh thêm cho chiếc T1 Luxury S chúng ta mang tính chất thể thao hơn. Và ở đây cũng thấy có cái viền đèn nội thất màu xanh rất là đẹp và rất là dịu. Mọi người cùng quan sát chi tiết bên trong nội thất T1 Luxury S. Nội thất này có phần đặc biệt. Hầu như Lộc chưa thấy
chiếc xe nào có nội thất màu xám trắng như thế này. Đây là màu xám trắng nha mọi người. Lên video có thể là không đẹp bằng ở ngoài nhìn trực tiếp đâu. Nếu chúng ta nhìn trực tiếp, chúng ta sẽ thấy nó đặc biệt, nó sang và sáng chiếc xe. Như Lộc được biết thì cả Việt Nam hiện tại thì chỉ có 2 chiếc xe được trang bị bên trong nội thất full màu xám trắng như thế này thôi. Còn lại là màu đen hoặc là màu cam đen. Màu đen và màu cam đen thì Lộc sẽ cập nhật sau cho mọi người về cái nội thất bên trong nó. Những cái đường viền màu đen nổi lên, nó có vẻ rất là hài hòa. Full xám trắng luôn nha mọi người, nội thất full xám trắng luôn. Trên tablo cũng xám trắng. Mọi người đánh giá sao về nội thất của chiếc xe Tiguan Luxury S này ạ? Đó, hãy cho Lộc biết về cái cảm nghĩ của mọi người nhé. Lộc đánh giá thì thấy rất là thích cái màu xám trắng này, cái nội thất màu xám trắng này. Ở phía sau nữa nè, cái đường viền là màu đen. Đó, màu đen. Lộc quay kỹ cho mọi người đó. Lộc rất là mê cái nội thất màu xám trắng này, cho nên là Lộc quay kỹ cho mọi người. Chỉ có nha, những cái phần như là nhựa thì nó mới để là lại là màu đen ở mấy cái phần này nè. Còn lại tất cả da thì nó đều là màu xám trắng. Ở hàng ghế phụ thì chúng ta có thấy là ghế chỉnh điện. Quay bên này cho mọi người xem. Rất là chi tiết. Lộc sẽ quay chi tiết. Ở hàng ghế người lái thì cũng là chỉnh điện, nhưng mà nhớ 3 vị trí ghế, rất là tiện nghi. Mọi người cùng xem nữa nè, trong ngay cái hộc găng tay này cũng là màu xám trắng, chỉ có những cái như là dàn đầu đĩa SD bằng nhựa thì nó là màu đen thôi. Đó, nhìn lên tablo một xíu. Ở trên tablo có một điều đặc biệt, trước đây thì cái hộc này nó là cái hộc để đồ, nhưng bây giờ nó thay cái hộc để đồ là chữ DIN audio rồi, thì cái phần này tí nữa Lộc sẽ nói nha. Ở trên cánh cửa, ngay cái chỗ mà giống như là carbon này nè, ở viền đây thì nó sẽ có đèn viền, và đèn viền nó ra màu xanh. Ở ngay chỗ bậc bước lên xuống, phía trước phía sau nó cũng có đèn viền nha mọi người. Vì vậy ban đêm với cái đèn viền này giúp cho người ngồi trong xe cũng rất là dễ chịu. Kể cả cửa sau và cửa trước đều có. Và một điểm mà Lộc nhấn đến cho mọi người đây, đó chính là loa DIN audio nè. Hệ thống âm thanh đáng để nói đến đó chính là DIN audio. Hệ thống âm thanh DIN audio mọi người cũng biết đó là nó đến từ Đan Mạch, và hệ thống này là một trong những hệ thống âm thanh rất là có tiếng ở trên thế giới hiện tại. Trên xe chúng ta sẽ được trang bị 10 loa và 8 cái loa được trang bị trên 4 cánh cửa. Đó, trên 4 cánh cửa sẽ có 8 cái loa. Một cái loa trung tâm ở giữa, ở ngay chỗ với cái tablo. Và phía sau là một cái loa sấp. Một cái loa sấp nằm ở ngay bên trong cái mâm xe sơ cua của mọi người. Và chúng ta hãy nhìn vào cái màn hình này để thấy được cái hệ thống âm thanh nó có những cái đặc điểm nào. Đây là chúng ta sẽ chọn vô trong này. Chọn vô trong này và nó sẽ hiện lên những cái kiểu âm thanh để chúng ta chọn.
thanh lắng hay là trầm bổng như thế nào đó. Thì những ai mà chuyên về âm thanh thì Lộc nghĩ nhìn vào hệ thống âm thanh này, vào những cái chữ trên đây, ký hiệu trên đây thì sẽ biết được hệ thống âm thanh này rất là tốt. Còn đây là cái vùng để chúng ta nghe nhạc á, chúng ta có thể tắt mở vùng âm thanh ở trong xe của mình. Đó, âm thanh này chắc có thể là âm thanh vòm nha mọi người. Và một nâng cấp trên T1 Luxury S 2021 nữa, đó chính là Heads-up Display. Heads-up Display này nó được trang bị như thế nào thì xem cái video nhỏ này mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó là nó mở một cái tấm kính lên, chúng ta ấn vào cái nút lúc nãy mà Lộc chiếu cho mọi người đó, rồi ấn vào nút đó để mở thì nó sẽ mở cái tấm kính này lên. Và trên cái tấm kính này nó nằm phía sau cái vô lăng của mình á, nó sẽ thể hiện được số km đó. Okay. Thì cái nút đó nó nằm ở bên cạnh cái công tắc là công tắc mở đèn nè mọi người, là cái nút nút bên bên phải đó, đó là cái head up display đó. Đây rồi nó sẽ hiển thị những cái thông tin gì, nó sẽ hiển thị là mình muốn cho nó hiển thị cruise control system thì nó hiển thị, còn cái phần mà hoặc là cái color màu thì là default, hoặc là khi mà trời tuyết đó hoặc default. Còn đây là cái cruise control, nó là hiển thị những cái thông tin đó lên. Thì cái heads up display này nó không có hiển thị nhiều thông tin đâu, thì nó chỉ có hai cái thông tin cruise control hoặc là số km mà mình đi thôi nha mọi người. Thêm một điểm nâng cấp cho T1 2021 đó chính là tính năng đá mở cốp và đá đóng cốp luôn. Thì đây mọi người cùng xem cái video này của Lộc. Rồi bây giờ Lộc đá đóng cốp. Đó, Lộc đóng lại cái cốp đó. Ở cái phần trên cái cốp á, cái nút bấm thì nó chỉ còn là một nút bấm, thay vì trước đây là nó có hai nút bấm thì bây giờ nó là một nút bấm nha mọi người. Đó, mọi người để ý, nó bấm xuống cũng được, hoặc là đá mở hoặc là đá đóng, đơn giản. Có một điểm mà nâng cấp nhỏ nữa trên cái T1 Luxury S 2021 đó, đó là cái then chốt, là ngay cái tấm mà tạo thành cái mặt phẳng dưới sàn của xe chúng ta, nó che trên cái mâm sơ cua. Cái xe 2020 á, mình sẽ quay cho mọi người là nó cũng tạo ra một mặt phẳng, nhưng mà cái then chốt của nó sẽ không được chắc như cái xe 2021 đâu. Đây nè, mình sẽ quay cái xe 2020. Đó là cái then chốt của nó. Ở đây coi như nó không có cái then chốt luôn nha mọi người nha. Cả hai bên nó đều không có cái then chốt, mà nó chỉ là để đặt cái tấm đó lên thôi, để nó đậy lại thôi. Còn đối với cái chiếc xe, rồi đó mọi người xem đi, mọi người xem cái 2020. Rồi một cái điểm nâng cấp nhỏ thôi, nhưng mà mọi người sẽ thấy đây nè. Rồi đối với cái chiếc xe 2021 đó, nó sẽ có một cái tấm như thế này, và nó được làm cái then. Thì khi mà nó làm như vậy á, mọi người biết rằng để cái tấm đó lên nó rất là chắc. Đó, một cái điểm nâng cấp nhỏ trên T1 Luxury S 2021 thì mình chia sẻ đến mọi người. Cái điểm này là mình rất là kỹ để mình tìm ra và mình chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Một tùy chọn nữa rất đáng tiền cho khách hàng ở Việt Nam chúng ta trên bản T1 Luxury S, đó là nội thất của T1 Luxury S sẽ có 3 màu. Một là màu xám trắng, Lộc vừa giới thiệu ở đầu video cho mọi người rồi đó. Hai là cái màu đen. Màu đen thì chúng ta gặp thường xuyên đối với T1 rồi. Nhưng mà có thêm một cái màu này cũng khá là đặc biệt, đó là màu cam đen. Là màu cam đen có nghĩa là cái màu cam nó sẽ nằm ở giữa cái lòng ghế và trên cái táp lô, còn phía ngoài nó là màu đen. Thì mình tạm gọi nó là màu nội thất cam đen. Đó, đây là cái nội thất cam đen của chiếc T1 Luxury S.
và chỉ trên bản T1 Luxury S thì khách hàng được chọn 3 màu nội thất nha mọi người, là màu xám trắng, màu cam đen và màu đen. Đó, như cái chiếc xe này thì đang trang bị đó là màu cam đen. Trên táp lô đang có màu là màu cam này. Đó, mọi người thấy không? Có nghĩa là T1 Luxury S sẽ phong phú hơn về cái màu sắc nội thất. Còn đối với bản Elegant là cái bản thấp hơn thì được trang bị nội thất là ghế nhung thôi. Nó chỉ là ghế nhung thôi nhé mọi người. Dạ, và chào mọi người. Lộc xin tạm dừng cái video T1 Luxury S 2021 tại đây với những tính năng mới. Tuy nhiên là để mọi người có thể hiểu rõ hơn về T1 Luxury S hay là T1 thì một video tới đây Lộc sẽ chia sẻ rõ hai cái bản T1 về Việt Nam, đó là T1 Elegant và T1 Luxury S. Lộc sẽ so sánh hai bản này và mình sẽ làm thật là chi tiết cho mọi người. Mọi người hãy đón xem video tiếp tới. Đồng thời, tất cả những khách hàng muốn tìm hiểu về xe Volkswagen hay là muốn mua xe với giá tốt, xin cứ liên hệ với Lộc. Lộc sẽ tư vấn nhiệt tình và chân thành nhất. Bất kể khách hàng ở đâu trên đất nước Việt Nam, Lộc cũng có thể là chia sẻ giao xe một cách chân thành và tận tình nhất ạ. Mười lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt, quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin.